Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một khu nhà lầu được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và khu nhà lầu sang trọng bậc nhất quận Gò Vấp này thì có khoảng độ 7-8 chục căn. Thì cũng đã xây dựng xong được một số căn và một số căn thì đang trong thời kỳ hoàn thiện. Và mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực ở phía bên ngoài khu nhà lầu để khách hàng cùng tham quan. Thì mình có một con đường ở phía trước căn nhà mình rất là rộng. Một con đường rộng lên đến khoảng gần 10 mét và hai bên thì có vỉa hè cũng như khu nhà lầu đồng bộ rất là sang trọng và rất là cao cấp. Cũng như hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn 4 căn phía bên ngoài để gửi đến cho khách hàng với một mẫu nhà hiện đại cũng như được thiết kế sang trọng và full nội thất. Thì bộ tứ 4 căn nhà này thì được đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và được xây dựng một trệt một lửng và ba lầu đúc từng lửng ngược. Và phía bên ngoài thì mình sẽ có khoảng vỉa hè để xe gắn máy, cũng như bên trong thì mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có 5 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh. Và mình sẽ có một cái con đường cũng như đường trục chính để dẫn vào khu nhà lầu. Và từ vị trí mình trong khu nhà lầu mình thì di chuyển ra đường trục chính thì rất là gần. Và mình sẽ chiếu lại cái khu vực ở phía bên ngoài cũng như khu nhà lầu để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng về một khu nhà đang có hướng là hướng chính bắc và hướng chính tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông cũng như tây tứ trạch. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong, thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng 2m để mình để xe gắn máy. Tiếp đến là mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn cũng như một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Thì căn nhà mình được thiết kế tầng lửng ngược, thì phía bên ngoài này nó chịu nhà thiết kế để ở gia đình mình để xe hơi cũng như xe gắn máy. Thì khu vực gara này thì có bề dài lên đến khoảng 7-8 mét, cho nên mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Cũng như sàn nhà mình thì được lót gạch đá rất là bền và rất là đẹp, cũng như hai bên tường thì được ốp đá trang trí, cũng như sàn nhà mình thì có đổ bê tông để gia đình mình bỏ xe hơi vào bên trong căn nhà mình sẽ không sợ bị lún. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian nhà vệ sinh của căn nhà. Mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt này phục vụ cho khu vực gara xe và khu vực không gian phòng khách. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một 5 cái tam cấp để mình di chuyển lên phía bên trên không gian phòng khách của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022 và được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp. Với công năng sử dụng căn nhà mình thì mình có rất là nhiều, cũng như căn nhà này thì được anh chị thiết kế với xu hướng là không gian mở, cho nên là rất là thoáng và rất là mát, cũng như được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Thì khu vực phía sau căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, và mình có những cái mảng cây xanh cũng như những cái bức tranh trang trí và những cái đèn trang trí rất là đẹp. Và phía sau căn nhà mình là một cái giếng trời rất là rộng để lấy gió và ánh sáng, tạo không gian thoáng mát cho căn nhà. Cũng như mình sẽ chiếu lại cái khu vực ở phòng khách của căn nhà và khu vực gara xe hơi.
để di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng về không gian phòng bếp. Thì căn nhà mình được thiết kế lệch tầng, tầng lửng ngược, thì mình sẽ có không gian phòng bếp ở tầng lửng, được các chị nhà thiết kế rất là đẹp, có không gian mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát. Cũng như bên trong không gian phòng ngủ thì phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế, cũng như tủ bếp, kệ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, gỗ An Cường và mặt đá hoa cương. Thì không gian phòng bếp thì mình có quạt hút khử mùi, cũng như lò vi sóng và máy đong đếm gạo. Và đặc biệt của căn nhà này thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất gì nhiều. Với một căn nhà được thiết kế theo mẫu hiện đại và với giá 9 tỷ 580 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022 và nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ ở phía sau căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có tới hai cái giếng trời rất là thoáng và rất là mát. Phòng ngủ phía sau thì mình khu vực cầu thang mình có một cái cửa, một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng, cũng như phía sau căn nhà mình có thêm một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Ngoài khu vực nhà vệ sinh căn nhà mình thì đều có cửa sổ mở ra bên ngoài, cũng như máy hút khử mùi rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ là khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong những cái căn nhà đẹp nhất nằm tại khu nhà lầu cao cấp tại đường trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và trục đường chính này thì kết nối sang trục đường Phạm Văn Bạch, và trục đường chính mình có thể là di chuyển sang trục đường ở Trường Chinh, cũng như trục đường Quang Trung, rất là thuận tiện. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 3 phòng ngủ chính, và mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, thì rất là thuận tiện để quý khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có tiện nghi đầy đủ, cũng như hệ thống bên trong căn nhà được thiết kế với nội thất cao cấp. Thì đây được xem như là căn nhà được thiết kế cũng như hội tụ với nhiều tính năng, cũng như nhiều ưu điểm và sự khác biệt. Với một căn nhà cũng như một khu nhà được anh kiến trúc sư tự tay thiết kế và thi công, và được thiết kế rất là tỉ mỉ và thiết kế rất là đẹp. Thì không gian phòng ngủ căn nhà mình thì toàn bộ là sàn của sàn nhà mình được lót gỗ, và toàn bộ cửa bên trong thì được lát gỗ, cũng như nội thất thì được làm bằng gỗ rất là cao cấp. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì mỗi nhà vệ sinh mình đều có cửa sổ để lấy gió và ánh sáng, và mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì đều có tủ quần áo riêng biệt và có gắn sẵn hệ thống rèm cũng như máy lạnh.
Để khi khách hàng mua căn nhà này thì mình sẽ không phải sắm thêm nhiều nội thất gì. Tiếp đến mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế phòng ngủ có sự khác biệt một chút. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình sẽ có giường, tủ, bàn làm việc, kệ để tivi, bàn trang điểm, không gian mở cửa sổ lấy gió và ánh sáng và những cái mảng cây xanh. Với phòng ngủ thiết kế mang phong cách vua chúa cũng như hoàng hậu thì căn nhà này được thiết kế rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang không gian của phòng vệ sinh cũng như có bồn tắm nằm và bồn tắm xông hơi. Đây là khu vực không gian phòng tắm master, phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có rất là nhiều không gian cửa sổ để lấy gió và ánh sáng và được thiết kế rất là đẹp. Mình có những cái mảng tường được ốp đá nhân tạo rất là đẹp và những cái mảng trần được ốp tre trúc rất là đẹp cũng như cửa sổ, cửa lấy gió và ánh sáng. Ngoài khu vực phòng tắm, bồn tắm nằm ra thì mình có nhà vệ sinh và hệ thống giếng trời và có thêm một cái bồn tắm cái nhà xông hơi được các chị nhà thiết kế rất là đẹp và mình sẽ cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng tắm xông hơi của căn nhà và chỉ với giá 9 tỷ 580 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp nhất khu, một cái khu dân cư cao cấp nhất của quận Gò Vấp và nằm sát với lại phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một khu nhà lầu nằm trên trục đường Phan Huy Ích và rất là thuận tiện để mình có thể di chuyển về trung tâm cũng như sân bay với trục đường chính là đường Trường Chinh và Cộng Hòa cũng như Quang Trung. Thì từ vị trí căn nhà mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh cũng như qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh thì rất là thuận tiện. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà, phía ngoài thì mình có trồng những cái mảng cây xanh trang trí cho căn nhà để lấy cái không gian xanh cho căn nhà. Và bên trong thì khu vực không gian phòng thờ thì mình sẽ có thêm một cái bộ bàn ở mini ở phía bên trên không gian phòng thờ để gia đình mình có nhu cầu mình muốn làm phòng phòng thờ thì cũng có chỗ để mình nghỉ ngơi cũng như thắp hương xong mình nghỉ ngơi hoặc là mình chưa có nhu cầu thì mình cũng có thể làm phòng thư giãn cũng như phòng đọc sách. Phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân để mình phơi đồ cũng đã được các anh chị chủ nhà làm sẵn cho mình những cái giá để mình treo đồ và hệ thống giếng trời. Khu vực ở cầu thang phía ở cầu thang căn nhà và phía sau thì mình sẽ có thêm một khoảng sân cũng như giếng trời ở khu vực phía sau.
Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà hàng trong những video tiếp theo.